lời thầy ghi rõ tiền thân thân bài. Giỏi sông phai tiên mã đang dạy lâm qua đến đó biên tài dở hay chữ nhục vinh thì chẳng khác tên bay bay rồi thành lại hậu lai quy hoàng. Quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, vừa nghe những lời vàng ngọc khuyến tô trong quyển kinh thứ nhất Hậu Kim Cổ Kỳ Quang của Đức Giáo Lãnh, sáng tác vào năm Tân Mão 1951 tại Thất Sơn, Quyền Bí. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe lại cuộc diễn tiến buổi đại lễ đón rước Đức Giáo Lãnh từ Sài Gòn về miền Tây, sum họp với đại gia đình Phật tử ngày mùng 7 Tết năm Giáp Thìn 1964 tại vận động trường thị xã tỉnh An Giang. Quy định của Thủ tướng Nguyễn Khánh, ngày mùng 7 Tết năm Giáp Thìn 1964, chánh quyền tỉnh An Giang phải long trọng tổ chức cuộc đại lễ để Thủ tướng Chính phủ ra mắt đồng bào và tuyên bố trả tự do cho Đức Giáo Lãnh về đoàn tụ với toàn thể Phật giáo đồ để nối tiếp việc hoằng pháp độ sinh. Buổi đại lễ được các báo chí thủ đô Sài Gòn liên tiếp loan tin 5 ngày kể từ ngày mồng 2 Tết đến ngày mồng 6 Tết. Hân hoan mừng xuân Giáp Thìn năm 1964, toàn thể giáo phẩm chức sắc và đại gia đình Phật tử Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương vừa vui xuân đón Tết, vừa chuẩn bị tổ chức cuộc đại lễ đón rước Đức Giáo Lãnh, lãnh đạo tinh thần tối cao giáo hội trở về miền Tây thật trọng thể. Sau 7 năm xa cách Phật tử vì chống chế độ độc tài kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm, vì cứu nguy cho đồng bào Phật tử toàn quốc năm 1957, năm 1958. Địa điểm tập trung tổ chức cuộc đại lễ được đặt tại nhà bà Huỳnh Thị Từ Tâm, thân mẫu của Trung tướng Lê Quang Vinh, số 10 đường Bạch Đằng, thị xã Long Xuyên. Khi hai tinh giáo phẩm chức sắc và đạo tâm Phật tử Phật giáo Tư Ân Bửu Sơn Kỳ Hương tổ chức cuộc đại lễ đón rước Đức Giáo Lãnh, thì có một nhóm tiểu nhân giả đạo hiệp cùng bọn bạo quyền đứng ra tranh giành chống phá. Cũng trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, những cuộc chống phá khiêu khích ngăn chặn không cho đồng bào Phật tử về tham dự cuộc đại lễ được diễn ra. Do bọn tiểu nhân ganh tị đó có võ trang, chúng chủ động gây nên một hiện tượng vô cùng xôn xao, hỗn độn. 8 giờ sáng, cuộc đại lễ khai mạc. 6 giờ thì một rừng người đạo phục và quốc phục với hàng ngũ chỉnh tề uy nghi, tuần tự rời khỏi điểm nhà bà Huỳnh Thị Từ Tâm, đi đến vận động trường tỉnh An Giang, xếp hàng tư kéo dài trên 2 cây số ngàn. Hàng chục ngàn người vào hội trường tham dự đại lễ. 7:45, trên lễ đài, ban tổ chức đang điều động cuộc đại lễ chào mừng tiếp rước quan khách, thì đột nhiên bọn tiểu nhân ập tới, dùng lời lẽ thô bạo bắt buộc ban tổ chức giao cuộc đại lễ cho bọn chúng điều động. 8 giờ Thủ tướng Chính phủ đến, đồng loạt dưới khán đài
hàng dạng tấm ảnh của Đức Giáo Lãnh được nâng cao và gắn vào ngực của tất cả hàng giáo phẩm chức sắc và đạo hữu Phật tử. Mặc dầu cuộc đại lễ do bọn tiểu nhân đã cướp giật chủ động, đồng thời ngay trong lúc đó xuất hiện một chiếc phi cơ bay đến, hạ thấp và bay quanh lễ đài, phóng thanh vang dội tiếng nói của Đức Giáo Lãnh và tung ra hàng trăm ngàn bức tâm thư của Đức Giáo Lãnh, bay phủ xuống đầy địa điểm hành lễ và cả thị xã Long Xuyên, gây nên niềm tự hào, hân hoan phấn khởi của toàn thể giáo phẩm chức sắc Phật tử và mọi người. Làm hiền gặp lành, khi ông Quốc Vũ Khanh, bác sĩ Lê Văn Hoạch hai tin buổi lễ ở An Giang, ban tổ chức và Phật tử của Đức Giáo Lãnh bị bọn tiểu nhân giả đạo hợp với bọn bạo quyền ganh tị chống phá, ông Quốc Vũ Khanh, bác sĩ Lê Văn Hoạch cùng với thiếu tá Bích chánh văn phòng Quốc Vũ Khanh xin Đức Giáo Lãnh cho in ra cấp tốc bức tâm thư thứ hai và ghi âm tiếng nói của Đức Giáo Lãnh, mượn một phi cơ đặc biệt bay về miền Tây để cổ võ ủng hộ tinh thần cho Phật tử, đồng thời cũng để cho toàn thể đồng bào Phật tử miền Tây thấy rằng sự nhẫn nhục và vắng mặt của Đức Giáo Lãnh trong ngày đại lễ là để tránh sự quen ố thanh danh của tổ thầy của đạo pháp. Bức tâm thư này được phi cơ phóng thanh và tung rải khắp mọi nơi trong tỉnh An Giang sau khi rời khỏi lễ đài. Sau đây, kính mời quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu nghe lại âm thanh bức tâm thư đó được truyền trên phi cơ xuống trong ngày đại lễ mồng 7 Tết tại vận động trường thị xã tỉnh An Giang. Đức Giáo Lãnh chỉ dạy: làm nhọc lòng mong mỏi chờ đó của toàn thể
thể anh chị em giáo phẩm chức sắc và đạo tâm thật tử. Lý do tại sao tôi vắng mặt? Sau ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đưa tôi ra khỏi nhà lao Thường Phủ Quét và tiếp rước tôi về Sài Gòn ngày rằm tháng 11 năm Quý Mão 1963. Thủ tướng Chánh phủ cho tiểu tập đồng bào Phật tử vào ngày mùng 7 Tết tại thị xã tỉnh An Giang để tôi về viếng thăm đồng bào Phật tử và tỏ lòng biết ơn Thủ tướng Chính phủ. Vì cuộc đại lễ có ý nghĩa quan trọng như vậy nên tôi tạm vắng mặt ở cuộc đại lễ ngày mùng 7 Tết này. Có một nhóm người thiển cận vô đạo đức, thiếu tu hành, danh hiền ghét ngó, ngỡ ra tôi về nên họ đứng ra tranh giành cuộc đại lễ, xuyên tạc nói xấu tôi và bác sĩ Lê Văn Hoạch vừa nhậm chức Quốc vụ khanh, người có lòng nhân đạo, can thiệp cho một số đông chính trị thoát khỏi tù đày được trở về sum họp gia đình, trong đó có tôi. Nhận thấy tình thế chưa phải thời phải lúc và cũng để bảo vệ uy danh thầy tổ đạo pháp, tránh quá khích gia chạm mang tiếng tranh giành ảnh hưởng hàm độc mà gây ra cảnh tương sát tương tàn, làm vết nhơ khó rửa trong đạo sử sau này, nên tôi có thêm bức tâm thư này. Một lần nữa tôi khuyên toàn thể anh chị em giáo phẩm chức sắc và đạo tâm thật tử, hãy ẩn nhẫn lấy câu từ bi hỷ xả làm đầu, diệt tam nghiệp thập ác, trừ ngũ quẩn, niệm lục tử, hành bát chánh đạo và bát nhẫn, tức cùng nhau biết tôn kính đức Phật tổ thầy, thương đạo mến tôi vậy. Nhân dịp thuận lợi này, anh chị em giáo phẩm chức sắc và đạo tâm thật tử nên giao cuộc đại lễ lại cho nhóm người hiển cảnh đó chủ động để họ hoan hô ủng hộ Thủ tướng Chính phủ, và chúng ta cũng cảm ơn họ đã thay mặt chúng ta làm tròn trách nhiệm theo ý muốn của Chính phủ. Trước khi dứt lời, tôi báo tin đến toàn thể anh chị em giáo phẩm chức sắc và đạo tâm thật tử hãy yên tâm vui mừng. Suốt 7 năm bị tù đày, chịu đủ mọi cực hình của chế độ độc tài bảo ác, bè lũ Ngô Đình Diệm, nhưng nhờ được hồng ân tam báo tổ thầy gia hộ phù trì, ngày về tôi vẫn mạnh khỏe như thường. Hẹn gặp anh chị em hàng giáo phẩm chư chức sắc và đại gia đình đạo tâm thật tử một ngày gần đây. Với lập trường ý chí của tôi trước sau không thay đổi, quyết thiện dương chánh pháp của Đức Phật, quyết hoàn quyền đại đạo của tổ thầy, thuần túy tôn giáo không lệ thuộc ngoại nhân nào. Nam mô Tam giáo quy nguyên thổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, cuộc đại lễ được kết thúc mau lẹ vì biết Đức Giáo Lãnh không về trong ngày đại lễ. Toàn thể giáo phẩm chức sắc và đồng bào Phật tử tự động ồ ạt bỏ ra về, làm cho cuộc đại lễ trở nên trơ trẽn với sự kinh ngạc của Thủ tướng Nguyễn Khánh và tất cả quan khách cùng mọi người trên lễ đài. Các tờ nhật báo thủ đô Sài Gòn số ra chiều ngày mùng 8 Tết viết: sức mạnh tinh thần và chân lý đạo pháp là một sức mạnh bất diệt. Đạo hữu Phật tử của Đức Giáo Lãnh Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương tổ chức cuộc đại lễ đón rước Đức Giáo Lãnh, lãnh đạo tinh thần tối cao giáo hội trở về miền Tây vào ngày mùng 7 Tết tại vận động trường thị xã tỉnh An Giang.
đã gặp phải áp lực ngăn chặn chống phá có chính quyền địa phương nhúng tay. Nhưng tại điểm tập trung, mỗi giờ được thêm đông, từng đoàn người ồ ạt kéo đến, già trẻ nam nữ đều với vẻ mặt hân hoan phấn khởi không nao núng. Lương thực cũng được chở bằng tàu thuyền tới tiếp tế tấp nập. Thật là một tổ chức có trật tự, có đức tin và sẵn sàng hy sinh tất cả. Thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, tưởng cũng nói rõ, Đức Giáo Lãnh sau khi được Hội đồng Quân nhân Cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963 rước từ Đề Lao Thừa Thiên Huế về Sài Gòn ngày rằm tháng 11 năm Quý Mão 1963, nhưng vẫn còn bị giam giữ tại Trung tâm Thẩm vấn Tổng Nha Cảnh sát vì Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ nghe lời xúi dục của bọn tiểu nhân cuồng đồ tặc đạo phản đối việc trả tự do cho Đức Giáo Lãnh. Phật còn dương tám nạn, huống chi Đức Giáo Lãnh sao tránh khỏi tai ba. Nhưng lòng trời không phụ, ân trên tổ thầy với các đấng thiêng liêng không bỏ. Chế độ Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Thơ bị tướng Nguyễn Khánh lật đổ. Trong nội các của Thủ tướng Nguyễn Khánh, có nhiều người biết Đức Giáo Lãnh còn bị giam giữ và sớm hay muộn rồi cũng được trả tự do. Để củng cố cho cái địa vị của mình, tướng Nguyễn Khánh cho tổ chức lễ đón rước Đức Giáo Lãnh từ Tổng Nha Cảnh sát về Phủ Thủ tướng theo nghi lễ chánh phủ rất trọng thể để trả tự do cho Đức Giáo Lãnh ngày 24 tháng 12 năm Quý Mão 1963. Nhưng lại với điều kiện yêu cầu Đức Giáo Lãnh phải tổ chức một cuộc đại lễ tại thủ đô Sài Gòn hoặc tại tỉnh địa Cần Thơ cho toàn thể Phật tử Giáo hội Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bụ Sơn Kỳ Hương meeting để Thủ tướng Nguyễn Khánh tuyên bố việc trả tự do cho Đức Giáo Lãnh, và ngược lại toàn thể Phật tử Giáo hội Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bụ Sơn Kỳ Hương phải quan hô chánh phủ với cái ghế thủ tướng mà Nguyễn Khánh mới ngồi. Nhưng Đức Giáo Lãnh đã biết trước chế độ của tướng Nguyễn Khánh rồi cũng không tránh khỏi luật đào thải, nên Đức Giáo Lãnh không đồng ý tổ chức đại lễ tại thủ đô Sài Gòn và tại tỉnh lỵ Cần Thơ, mà đề nghị tổ chức cuộc đại lễ tại tỉnh lỵ An Giang. Với thánh ý Đức Giáo Lãnh, tổ chức cuộc đại lễ tại tỉnh lỵ An Giang có nghĩa là để tương kế tự kế thiềm thừ thoát xác. Một là tổ chức cuộc đại lễ để phô trương lực lượng cho tướng Nguyễn Khánh thấy sức mạnh tinh thần và lòng trung thành, sự hy sinh vì đạo pháp của toàn thể giáo phẩm chức sắc và đạo hữu Phật tử trong giáo hội. Hai là để thoát ra khỏi dòng kềm kẹp của chánh phủ. Ba là để cho bọn tiểu nhân giả đạo mê muội ích kỷ có dịp chiếm đoạt buổi lễ mà hoan hô ủng hộ chế độ trò hề của tướng Nguyễn Khánh thay thế cho giáo hội chúng ta. Đức Giáo Lãnh không có mặt trong cuộc đại lễ là vì Đức Giáo Lãnh không thể đem chân lý cao siêu, chánh đạo chánh pháp, tối thượng thiêng liêng của Đức Phật, và không thể đem tín đồ Phật tử tu hành chân chính trong sạch mến yêu của tổ thầy đi hoan hô ủng hộ cho một chế độ phù dung sớm nở chiều tàn, làm cho nhơ danh thầy tổ xấu tiếng đạo pháp, nhục nhã muôn triệu tín đồ mà đắc tội về sau này vậy. Để cho bọn tiểu nhân giả đạo mê muội tham danh tham lợi, chạy theo quyền quy phàm tục, cổ vũ ủng hộ cho nhau. Thưa quý vị, cuộc đại lễ ngày mồng 7 Tết tại vận động trường thị xã tỉnh An Giang là một cuộc đại lễ lịch sử trọng đại với một tinh thần đại đoàn kết, lòng hy sinh cao độ và sự trung thành vì thầy tổ, vì đạo pháp, vì tiền đồ Phật giáo Tư Ân Bụ Sơn Kỳ Hương. Đồng bào trí thức miền Tây có dịp thấy tận mắt, nghe tận tai, nhận xét được từ lời nói đến hành động thánh thiện của Đức Giáo Lãnh vì dân, vì nước, vì danh môn tôn phái, vì danh dự của bổn đạo tín đồ, và thấy rõ
ai phàm phu tục tử, tham danh trục lợi, tham thế tham quyền, ai lợi dụng lòng tin của tín đồ Phật tử, yêu đạo, mến tổ thầy, để củng cố địa vị riêng tư phàm tục, giả tạm nhất thời, làm cho nhơ danh tổ tiếng thầy, làm cho mối đạo suy di, tín đồ ly tán. Giáo hội Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn giáo thuần túy, tu hành đúng theo pháp môn tôn chỉ tứ đại trọng ân của Đức Phật, kế thế truyền thống của đệ nhất sư tổ Đức Phật Thầy Tây An, đệ nhị sư tổ Đức Phật Trùm, đệ tam sư tổ Đức Bổn Sư và đệ tứ sư tổ Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, luôn luôn lập thân nuôi chí, ẩn nhẫn tùy thời, tu thân hành thiện, phổ tế nhân sanh, hầu đáp lại kỳ vọng của toàn đạo toàn dân. Quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, vừa nghe Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi phóng sự tường thuật lại cuộc diễn tiến buổi đại lễ ngày mùng 7 Tết năm Giáp Thìn 1964 tại sân vận động thị xã tỉnh An Giang. Tiếp tục chương trình thi văn giáo lý, kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tư Ân Bửu Sơn Kỳ Hương. Kính mời quý vị nghe và suy nghiệm tiếp những lời vàng ngọc của ân trên thầy tổ, chư Phật thánh tiên, các đấng thiêng liêng hóa hiện tiếp điển huệ linh cho Đức Giáo Lãnh, giáng bút tiết lộ máy thiên cơ, sáng tác quyển kinh thứ nhất Hậu Kim Cổ Kỳ Quan vào năm Tân Mão 1951 tại Thiên Cẩm Sơn, Điện Dồ Hông, núi Cấm Thất Sơn, tỉnh Châu Đốc, miền Tây Nam, Việt Nam. Thank you.
Cảm ơn.
trời cho đạo tâm, đạo hữu. Vào ngày rằm tháng giêng năm Giáp Thìn 1964, Đức Giáo Lãnh về tạm cư ngụ tại căn phố lầu số 17 đường Bạch Dân, chợ Hòa Bình, thủ đô Sài Gòn, để tiếp tục hoằng khai đạo pháp, phổ độ nhân sanh. Hàng vạn Phật tử ở các tỉnh miền Tây, miền Đông xa xôi có dịp lần lượt thay phiên nhau đến Sài Gòn trước giếng an Đức Giáo Lãnh, sau nghe pháp, nghe kinh, nghe lời chỉ giáo, học Phật tu nhân. Từng phái đoàn hàng chục, hàng trăm tới lui tấp nập, kẻ đến người về càng ngày càng thêm đông. Những cuộc viếng thăm này cũng tiến đồn tới tai của bọn tiểu nhân giả đạo ở cách xa hàng trăm cây số, mà bọn chúng cũng viết đơn tố cáo với chánh quyền là căn phố lầu số 17 đường Bạch Dân là căn phố của Trung Cộng thuê cho Đức Giáo Lãnh ở để làm cơ sở hoạt động bí mật cho Việt Cộng. Một phen nữa bị nhà cầm quyền cho người theo dõi tra xét và ngăn chặn không cho Phật tử đến. Đức Giáo Lãnh liền cho ông Quốc Vũ Khanh, bác sĩ Lê Văn Hoạch hay để can thiệp giúp đỡ cho đồng bào Phật tử dễ dàng tới lui tu học và hành đạo. Thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, tiếp theo đây kính mời quý vị nghe và suy nghiệm tiếp những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Kim Cổ Kỳ Quang của Đức Ông Ba Nguyễn Văn Thới, một đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, sáng tác cách nay gần 100 năm. Hôm thơ chẳng dùng mà hôi tanh đi sắc
sáu ngã quỷ tăng hội nhà thương, ra đường tội phước âm dương trong trần. Bye.
hoằng truyền chánh pháp phước lành Phật ban, được hưởng đời thánh đức giàu sang, xem long hoa hội chầu hàng thánh tiên. Ai phát tâm đại hạnh nhiều niên, phổ thông giáo lý cần chuyên hàng ngày. Phước đức này trời Phật an bài, cho người hoằng pháp công dày quả cao. Hàng giáo phẩm chư chức sắc các cấp và toàn thể anh chị em đại gia đình đạo tâm Phật tử phải làm tròn sứ mạng là thực hành đại hạnh pháp thí, phát thanh chương trình thi văn giáo lý, kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ, của chư Phật thánh hiền, chư đại Bồ Tát khắp nhân gian đại chúng, để cảnh tỉnh nhân sanh, giáo thế khuyên đời tu niệm. Thực hành được đại hạnh pháp thí này thì công đức phước đức vô lượng vô biên, như vậy mới xứng danh là sứ giả Như Lai. Kim ngôn của Đức Thánh Giáo Lãnh. Thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, cũng trong năm Giáp Thìn 1964, để biết ngày đại lễ kỷ niệm ngày 18 tháng 5 năm Giáp Thìn 1964 tại chùa Tam Bửu, xã Long Kiến, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang diễn tiến như thế nào, ngày đại lễ kỷ niệm năm thứ 108 với Đức Phật Thầy Tây An nhập Niết Bàn và lễ đi hành hương thánh địa Hòa Hảo viếng an Đức Bà, thân mẫu của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, ngày 12 tháng 8 năm Giáp Thìn 1964 diễn tiến ra sao? Kính mời quý vị đón nghe chương trình Bộ Kinh thứ nhì tập 14 kế tiếp. Đến đây, chương trình thi văn giáo lý kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương xin tạm ngưng. Trong 90 phút của chương trình Hoằng Pháp vừa qua sẽ đem đến cho quý vị một tinh thần đạo đức hoan hỷ phấn khởi trên bước đường tu học hành đạo tạo công lập đức và hành thiện giúp đời. Trước khi chia tay, Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi kính chúc quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu phúc huệ song tu, đạo quả viên thành, bồ đề tâm tăng trưởng và toàn bổ quyến phước lộc thọ tăng long. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật.